shophanghiepvip.com xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn và hướng dẫn các bạn sử dụng nồi cơm nội địa gần Nhật cao tần Tiger JPB G100. Đây là nồi cơm 1 lít nấu cho khoảng 6 người ăn với nấu khoảng 1 cân gạo. Nồi có chế độ nấu cơm cháy rất đặc biệt. Các bạn nhìn lên phía trên này. Phía trên này thì có các cái nút như sau. Ví dụ như đây là nút chế độ nấu. Chế độ nấu thì các bạn sẽ nhìn vào đây. Đây là chế độ nấu cơm thường, có cháy. Chế độ cơm ngon, chế độ nấu nhanh, chế độ tổng hợp, chế độ đậu đỏ, chế độ nấu cháo, chế độ gạo kê, gạo lứt, ga ba, nấu ăn và vệ sinh nồi. Vệ sinh nồi là cái công nghệ mà nồi Tiger là nó có công nghệ để vệ sinh cái nồi, các bạn cho nước vào đây để nồi tự vệ sinh. Cái chế độ nấu này thì thông thường thì người ta sẽ chọn là chế độ cơm thường. Ở chế độ cơm thường này thì sẽ có chế độ cơm cháy, các bạn ấn vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy hiển thị trên này là nấu cơm có cháy. Nếu không muốn nấu cơm có cháy các bạn tắt đi. Đó, sau khi mà chọn được các chế độ nấu ở trên này thì chúng ta nhấn vào đây để nồi bắt đầu nấu. Ta muốn dừng nấu thì nhấn vào đây. Còn các bạn muốn hẹn giờ cơm chín thì các bạn hãy nhấn vào đây. Đấy, nhấn vào đây để chọn hẹn giờ cơm chín. Bây giờ là 21 giờ 15 phút. Tôi muốn hẹn cơm chín vào 6 giờ sáng ngày mai. Tôi sẽ nhấn vào đây và tôi chọn chỗ này là 6 giờ. Tôi chọn 8 giờ đi, 8:30. 8:40. Sau khi chọn giờ đây xong, ta nhấn vào đây thì 8:40 sáng ngày mai cơm sẽ chín. Còn ở đây là nút hâm nóng. Khi các bạn dùng cơm xong mà các bạn rút điện ra, các bạn muốn hâm lại cơm thì các bạn hãy cắm điện vào và chúng ta nhấn vào nút này. Đây là nút hâm nóng. Đó. Shop hàng Nhật VIP cam kết hàng nguyên bản, không qua sửa chữa. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh giờ của cái nồi cơm Tiger JPB G100. Giả sử cái giờ, cái thời gian ở đây của các bạn bị sai, các bạn hãy lưu ý nhấn vào đây. Các bạn nhấn vào đây. Đó, nhấn vào đây sau đó các bạn hãy chỉnh giờ ở đây. Tôi lấy ví dụ là bây giờ là 7 giờ đấy ạ. 7 giờ 16 phút hoặc là 7 giờ 20. Các bạn nhấn vào đây để chỉnh. Sau khi chỉnh giờ xong các bạn nhấn vào đây. Đó là để set up thời gian giờ. Tôi sẽ hướng dẫn lại các bạn để điều chỉnh lại đúng thời gian hiện tại. Bây giờ là 21 giờ 17 phút. Thời gian hiện nay đang bị sai. Chúng ta sẽ nhấn vào đây. Đó. Chọn lên 21 giờ. 17 phút. Tôi cho là 18 phút đi ạ. Sau đó nhấn vào đây để setup thời gian.